Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Đường Tam sau khi dựa vào thực lực, sức mạnh, vòng quay may mắn không vào ô mất lượt, đã lần lượt đưa bốn tộc lực ngự bắn phá vào đồng môn. Tất nhiên là đồng môn đã sửa tên bốn tộc thành lực đường, ngự đường, mật đường và phá đường hay gọi là dược đường. Vậy mỗi đường hiện tại có phải do các chủ tịch Thái Thản, Nhiêu Cao, Bạch Hạc, Dương Vô Địch chỉ huy hay không? Dĩ nhiên chủ tịch thì vẫn làm chủ tịch. Thái Thản ban đầu vốn là tộc trưởng lực tộc. Sau khi Hạo Thiên Tông an toàn về vườn trước Vũ Hồn Điện, Thái Thản đã dẫn theo tộc mình xây nhà ở Thiên Đấu Thành. Tuy Đường Hạo là người trực tiếp khiến tộc mình phải mất đi đối tác làm ăn nhiều năm là Hạo Thiên Tông, nhưng Thái Thản vẫn rất trung thành với chủ nhân Đường Hạo. Ông từng đến học viện Sử Lai Khắc để tẩn Đường Tam một trận. Vì cái thái độ Đường Tam hơi lố, từng dùng 80 cảng nhện bát châu màu chích thằng con Thái Nặc và knock out cháu Thái Long bằng các đường quyền đến từ tay, khiến hai đứa mặc dù nhìn có vẻ hơi ngơ ngố nhưng mà kém thông minh và chậm phát triển thật, phải lưng thưng ôm hai chữ thất bại đi về. Tuy nhiên sau khi biết Đường Tam có cơ to hơn là con của chủ tịch tiệm lò rèn giang hồ Đường Hạo, thì Thái Thản không ngần ngại nhận Đường Tam làm thiếu chủ. Kể cả lần Đường Tam có ý định thành lập đồng môn, Thái Thản cũng giơ cả hai tay đồng ý cho đám cơ bắp được chi nhất tộc gia nhập. Với vũ hồn tinh tinh của mình, Thái Thản thiên về tấn công nhiều hơn so với phòng thủ. Cũng vì vậy mà Thái Thản đã làm nghề lò rèn từ khi còn chưa mặc quần xịp ở Hạo Thiên Tông. Sau khi đường môn chính thức được mở server hoàn chỉnh trong tập 146, thì Thái Thản cầm đầu lực tộc chuyển thành lực đường và phụ trách khâu sản xuất các linh kiện ám khí của đường môn. Với các thành tựu trong quá khứ, Thái Thản từng có được danh hiệu thần tượng cùng với hai người khác là Lâu Cao và Đường Hạo. Thái Thản từng ở hiệp hội lò rèn buôn bán các mặt hàng sắt vụn, sắt cao cấp với giá thị trường rơi vào khoảng 3-4 nghìn trên một cân và đồng thời giữ chức phó hiệp hội lò rèn. Vì vậy, khi Thái Thản đã trở thành một phần tử của đồng môn, ông ấy đã đề nghị Đường Tam đi đến Canh Nhân Thành mua các vật liệu chế tạo vũ khí cho rẻ và được giảm giá miễn phí ship nội thành và ngoại thành. Điều này khiến Đường Tam đang đau não về vấn đề mua nguyên liệu mà giờ đã được giải quyết trong ngày mai. Thậm chí do hình ảnh của Thái Thản, các thành viên học việc rèn trong Canh Nhân Thành được tôn kính là một bậc thầy nên đã giải quyết một số phát sinh. Khi Thái Thản, Đường Tam, Tiểu Vũ, Á Tư Tạp, Chữ Anh Vinh và Mã Hồng Tuấn đến nơi này, như là va chạm với một tên bán hàng giả trên phố hay bị quân đội Tinh La về bắt về phường làm việc. Nhưng vấn đề này đã được Tư Long đệ tử Lâu Cao nhìn thấy và xử lý gọn gàng cho Thái Thản. Sau khi gặp được Lâu Cao và đồng thời cũng mua đầy đủ mọi thứ tại Canh Nhân Thành, Thái Thản tiếp tục rơi vào chuỗi ngày cắm mặt vào cầm búa chế tạo ám khí bán cho quân đội hai nước Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc và đã có một khoản tiền để trong tài khoản ngân hàng hai chân banh cho đồng môn. Thế nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra một sự kiện hết sức nghiêm trọng là Thiên Nhật Tuyết cải trang thành Thái tử Tuyết Thanh Hà từ 20 năm bên trong Thiên Đấu Hoàng Cung giờ đã tạo phản, nên Thái Thản cũng được tham gia cuộc góp vui lần này. Ông đã chỉ huy đệ tử thuộc hệ lực đường đi vào giết hết đám lính của Thiên Nhật Tuyết mang đến, và điều này cũng góp phần giải nguy cho Thiên Đấu Đế Quốc. Cũng vì Đường Tam muốn trở thành người cánh tim, hắn cùng 6 người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái và Bạch Trầm Hương đã bỏ đường môn đi đến Hải Thần Đảo để cai cất. Ở 5 năm nay, đường môn không ngừng lớn mạnh, Thái Thản đã bắt tay cải tiến chư cát thần nỏ thành vũ khí hạng nặng phục vụ cho chiến tranh. Những chiến binh đệ tử được trang bị ra các thần nỏ lấy tên là Đường Gia Quân, được gọi là binh lính tinh nhuệ nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Và điều này khiến trong trận chiến thượng đỉnh Gia Lăng Quan giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc, các chiến binh Đường Gia Quân đã phá được lớp phòng thủ 1.000 giáp 1.000 khăng phép của đám kỵ binh của Thánh Long Quân Đoàn với vũ hồn là Bạch Giáp Địa Long và Tượng Giáp Tông với vũ hồn là Toản Thạch Tượng Mã. Cảm ơn anh em đã xem hết video.